Bây giờ nhá, mày mua một nhẫn, cái nhẫn kim kim tầm 5 sợi. Một chùm hoa 999 bông. Bên trong cộng thêm 50 triệu nữa, ít bao có xếu. Tặng Hào, Hào ở đấy ở Vò Phun cho Hà đi, mày phải đái luôn, nó sũng quần luôn. Đứng 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 đái luôn. Nhưng mà đừng đừng đái không? Đi mẹ em nhấn 5 sợi tiền mặt, một bó hoa. Thì chặt đừng đái luôn quá, tù luôn. Biển Vông bây giờ như thế thì chả yêu quá. Nó có ô tô rồi. Thao Hoàng ở đây đang đang thích em Hà ở cửa hậu mọi người ạ. Thao Hoàng đang muốn cưa em Hà ở cửa hậu nhưng em Hà từ chối mọi cuộc gặp. Em Hà từ chối tất luôn. Dù đi chặt chanh không đi nhá, dù đi ăn không đi, bờ hết. Em Hà từ chối luôn mà. Phũ phàng luôn, chặn Facebook luôn. Đi mặt quyết đoán chưa? Ờ, nhờ. Chứ nói rõ ràng bài đấy ở đây rồi, bảo là em mời đi Hà. Đấy, kinh đấy. Ờ, Hà cửa hậu em. Và Thao tóc vàng. Thao hâm. Thao thì thôi nói thật với mọi người, nó sở hữu nhiều cái đó là. Nhiều cái nha, nói thật với mọi người ở đây là không ai có cái như Thao nó đang sở hữu luôn. Mọi người biết con thằng Thao nó sở hữu cái gì không? Mọi biết Thao Hoàng sở hữu cái gì không? Nó Hà hơn một phát thì thôi vãi luôn. Đấy, ủa kìa, vợ yêu chê kìa. Đương gì tầm này. Đi mẹ bây giờ tặng hoa phát Hà chắc đái cho tổ luôn, đứng im đái cho tổ luôn. Đái ướt hết quần luôn. Nhờ trong lòng của ôm phát nhờ, em yêu anh yêu em, làm phát quả lưỡi thì thôi. Đi bạn mà Thao mút đến tận lợi luôn, đá toàn lợi luôn, về đánh răng thì thôi hết, không hết luôn. Ờ, có ship nhà anh Tiếu à? Nó thật là nó đang thích con Hà chứ, cũng lâu lâu rồi nhưng mà em Hà em vẫn thở ơ. Đi ra mua 20 cái phở quấn đi. Ở đâu à? Ngũ xã thì ở đâu nữa? Địa chỉ các kiểu số nhà Hưng Bền à? Tìm nhà Hưng Bền ở cạnh ngôi chùa, hỏi nhà Hưng Bền à? Chị anh thì cho mỗi cái đấy. Hưng Bền, ngũ xã Hưng Bền. Hưng Bền. Chị Linh biết đoạn đường đấy này, chị Linh đi. Đi. Mà đi một mình anh em về ăn đi. Ngũ xã ở đâu? Ngũ xã ở trên này này. Ngũ xã Hưng Bền. Ở Yên Bái. Một Hưng Bền phổ quần ngũ xã. Bây giờ đi và tìm Hưng Bền gì? Hưng Bền phổ quần ngũ xã. Vào đây thấy Hưng Bền luôn, một cái biển và một cái tên tôi đùng luôn. Mày đéo cần phải hỏi ai cả. Đối diện cái chỗ mà... Một ngôi chùa, đối diện đấy là quán của Hưng Bền. Đó là Hưng Bền. Anh em Hưng và Bền. Ông anh tên Hưng, ông em tên Bền. Nhanh lên Hưng Bền ngũ xã. Hai anh em ruột luôn. Hưng và Bền ngũ xã phổ quần Hưng Bền. Ông Hưng là anh, ông em là Bền, nhanh lên Hưng Bền. Ờ, Hưng Bền thật, thật là đùa. Hưng là anh, Bền là em, Hưng Bền. 20 cái nhá. Ờ à, anh thấy anh Thao là tốt đấy. Anh thật, những thằng nhà thường thường trung tình là tốt lắm. Mà bây giờ những cái người mà mày cần thì là gì? Trung tình. Đi mày cần cái lồn gì? Em không cần trung tình mà cần gì? Cần nhiều tiền á? Mày ơi, nhiều tiền nó đéo. Người tiền nó đéo nhọn mày, nó đéo chọn mày đâu. Da mày thì kiểu bị mẹ mày bệnh gan, mày ố hai màu liền. Người yêu đi luôn rồi. Tóc thì xoăn. Mắt la mày lè, mày lại còn bẩn nữa. Ủa, thề luôn, Hà cửa hậu này nó bẩn. Nói mọi người nó bẩn. Đi mẹ mày bẩn chưa từng thấy luôn. Có nghĩa là trong nhóm nhân viên ở đây có 4 người thì nó là người bẩn nhất. Tôi bế con chớp xuống đây nhá, để đi đái nhá. Thì con chó nó đái ở đây. Thì nó lấy cái rẻ nó lau ấy. Nó lấy cái rẻ lau nước đái thì nó phải đi vào kia, nó giặt cái rẻ đi đúng không? Nó để lau xong nhá, nó cầm nước đái nó vứt mẹ ra kia để cho mọi người lau chân luôn. Thế là sạch cái bẩn. Nếu mà sạch nhá là phải sạch từ cái nhỏ nhất. Chứ không bao giờ mà sạch mà lại kiểu bẩn như nó được. Quần áo nhá, nhẹ phải mặc 2 ngày. Điên là chẳng cái nào mà 2 ngày. Slip 2 ngày mới thay. Điên à? Thôi. Hà cửa hậu cực kỳ bẩn luôn. Quần áo mặc 2 ngày mới thay. Đi làm về đéo cần tắm, đéo phải rửa hẽ mới đi ngủ luôn. Gì vậy? Không rửa hẽ không đi ngủ luôn. Slip bổ 2 ngày. Đi mẹ mày đúng một màu luôn.
Đúng nhá, chuyển màu luôn, hóa thành màu cháo lòng luôn. Đây, hàng hợp đây. Giang thôi, anh này cứ hiểu ra không nhiều người. Mọi người biết đúng cháo lòng chưa? Đúng cháo lòng. Một cái đúng có một màu, kèm thêm pha thêm một màu sô-cô-la. Mọi người đây chưa biết màu sô-cô-la đúng không? Cái màu mà mặc cả ngày ấy. Bộ mình mặc không bán đâu bạn ơi. Cái bộ quần áo của Hà cửa hậu mặc cả ngày không thay luôn. Đó là hiện đang thêm màu sô-cô-la. Vãi lồn. Quá sợ luôn. Cái gì? Sợ gì? Có ai một ngày đi tắm 2 lần không? Ờ, tao ngày tao tắm 2 lần chứ bình thường luôn. Hôm nay đi làm mày 5 giờ chiều anh cho em mày tắm nhá. 5 giờ chiều mày tắm mày. Trời ơi. Đi mẹ mày về thì hùng lưu nó bốc lên thì thôi, nghi ngút luôn. Siêu bẩn luôn. Trời ơi. Chỉ cần nói chung ấy, mọi người chỉ cần để ý những cái hành động nhỏ thôi mà người ta bẩn ấy là con người đã bẩn luôn. Phải luôn, bây giờ con chó nó đái ra, nước đái đã khai rồi thì chờ, chẳng may vào quần áo xốp, chẳng may khách ship đến cho khách có mùi nước đái thì làm sao. Nó lấy cái rẻ ở đất rẻ mà trước khi vào nhà lau chân ấy, nó lau qua nhá. Nó lau qua, đáng lẽ là phải đi giặt đi, một người bình thường sạch sẽ là phải đi giặt, nó lau xong nó để con mẹ vào cái góc nhà luôn. Ơ, thế tôi hỏi mọi người là sạch cái bẩn. Nó là bẩn đúng không? Bẩn vãi lộn. Quần áo 2 ngày, mùa đông nhá, cứ tầm 3 đến 5 ngày. Mùa đông nhá, còn là tính nó cẩn thận lắm. Mặc 2 slip cơ, sợ bị cảm. Vãi lộn. Mùa đông Hà cứ tính rất cẩn thận, mặc 2 slip. Sợ bị cảm, nhưng mà đã mặc slip là phải kéo qua rốn. Gió độc nó thổi vào rốn nó bị cảm, nó đau bụng mà. Tính cẩn. À, thật, mày lên yêu thông thao, hợp lý. Đi bạn mày hai đứa đi ship thì nó là chấm hết cuộc tình luôn. Anh đèo em khắp nhà đường Hà Nội luôn. Bộ anh mặc không bán em ơi. Bộ này anh mua được 4 năm rồi, bây giờ không còn nữa đâu. Mọi người mua tăng cân, giảm cân cả trị mụn, đồng hồ, các thứ thì inbox đi, vào việc luôn đi. Tai nghe thì inbox luôn đi. Mọi người mua thì inbox đi. Mọi người đọc feedback ở tin 24 giờ của tôi ấy. Mẹ mà khách tăng cân toàn 5-7 cân một lần, một hộp. Nó làm vào việc luôn. Tăng cân giảm cân là tôi và từ trị mụn uy tín lắm. Tốt lắm. Mọi người hãy chăm sóc bản thân mình một chút. Đừng có kiểu thấy mình gầy hay là mình không tăng được cân, hay là mình hơi béo hay mặt mình có mụn mà mình tiếc ít tiền. Đầu tư vào bản thân mình không bao giờ là tiếc. Phải đầu tư, phải chăm. Ví dụ như một bộ quần áo nó rất là đẹp mà mình không đủ tiền mua thì mình mua một cái hàng, một bộ quần áo nó cũng gần đẹp như thế nhưng nó rẻ hơn. Đừng có cố quá. Có cả cái giá mà mình bán ra có vài trăm như này thì nó rất là ổn. Sắp tới còn bán nó còn rẻ nữa cơ. Nhưng mà đang chờ hàng về. Thế là cái trị mụn thì rất là ok. Mọi người lên dùng trị mụn. Với cả các chị em đang tuổi dậy thì ấy, trong độ tuổi dậy thì mà từ 14 đến 18 ấy, các chị em đang kiểu lùn phún kim tự tháp đấy. Đang râu ria, đang kiểu sồng xòa đấy, đang có tí gọi là lêu hêu đấy. Cả có tí mụn này thì mọi người mua ít mụn về. Người nào mà không có mụn thì bôi ra sẽ căng nhỉ. Căng không? Nó sẽ căng. Và mọi người nào mà bị mụn nhiều ấy, nó đẩy hết mụn lên. Có bị lặn quá đi ra spa lặn ra là vào việc luôn. Không phải anh không bán giày nữa em ạ, mà là anh có bán giày nhưng mà giày anh đo order là đéo về được. Tắc biên mà em, Trung Quốc có cấm mà, với cả bệnh này nữa móm hết rồi.